Sáng ngày 26 tháng 6, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm, lễ giỗ các liệt sĩ tại di tích văn hóa lịch sử căn cứ Ban An ninh Tây Ninh nhân kỷ niệm 55 năm ngày các đồng chí hy sinh. Tham dự có Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an. Các đại biểu đã dâng hoa, dành một phút mặc niệm, thắp hương trên đài và bia tưởng niệm để tưởng nhớ đến công lao to lớn các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Ban An ninh Tây Ninh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc. Tưởng nhớ đến công lao to lớn các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Ban An ninh Tây Ninh hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 1995, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng đài tưởng niệm khắc lên bia đá tên tuổi của 10 liệt sĩ hy sinh vào ngày 26 tháng 6 năm 1968 và đến năm 2003 tiến hành xây dựng nhà bia tưởng niệm khắc tên 507 liệt sĩ của Công an Tây Ninh, những người con thân yêu của Tổ quốc đến từ mọi miền đất nước đã chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Tây Ninh này.